À, nói nôm na là công trình không xong. Đấy, các bạn nhớ giúp tôi cái điều đấy nhá. Thế nên là cũng phải tập vẽ hình dần đi. Thầy biết là kỹ thuật thi công 2 thì hình vẽ nó khó, nó phức tạp hơn. Đấy, thế nên là các bạn phải dành nhiều thời gian hơn để tập. Đấy chưa? Bây giờ năm cuối rồi. Đấy, cái suy nghĩ mình phải thay đổi dần đi, chứ không thể nói là em có những gì nó khó quá thầy bỏ qua cho em thì không có chuyện đấy đâu. Đấy, ra ngoài không ai bỏ qua cho các bạn cả. Đó chưa? Rồi. Và các bạn ạ, nhé, cái cách dạy của tôi thì nó cũng à, cái đối với đây, hôm nay chúng ta đã đi vào cái chương tiếp theo, đó là công nghệ lắp ghép. Thì bạn nhớ giúp tôi này, sau này dù là công nghệ lắp ghép công trình bê tông cốt thép đúc sẵn hay là công trình thép thì những cái nguyên lý cơ bản đều đã được nói ở những cái chương trước này rồi. Đấy, nghe tôi nói theo cái hình thức rằng những gì cơ bản, những gì chung, những gì áp dụng cho cả hai hướng, hai công nghệ lắp ghép thì ta đều nói ra trước. Đến khi vào chương chương này là chương 5, vào chương 6, chương 7 thì chúng ta sẽ chỉ điểm lại, đồng thời nêu ra những cái khác biệt giữa hai cái công nghệ thi công công trình bê tông cốt thép đúc sẵn và công trình thép. Đấy, các bạn nhớ giúp tôi nhé. Nhưng những cái chương này mặc dù tôi gọi là chương đệm nhưng mà nó cũng là những gì thầy thấy rằng nó là cơ bản nhất. Đó. Rồi thế thì bây giờ sang chương 5 công nghệ lắp ghép các kết cấu. Đấy thì các bạn nhìn được tôi nhé, trên cái hình này là chúng ta thấy được cái gì? Chúng ta thấy được là những cái khung nhà đang được lắp dựng. Đây bạn nhìn thấy này, ở cái hình lớn hình bên dưới đây. Đấy, có các cái tấm tường đúng không? Đấy, tấm tường đang được lắp dựng. Tấm tường đang được lắp dựng thì cái tập kết của nó như nào? Đấy các bạn nhìn đấy. Đây là tập kết ở trong vùng di chuyển của cần trục đúng không? Cái này là cái mà chúng ta đã nói ở bài trước. Các bạn nhớ không ạ? Khi vận chuyển vật tư, vật liệu đến công trình thì chúng ta có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là gì ạ? Anh tập trung nó trong kho bãi. Đến lúc lắp dựng anh mới đưa ra sát cái vị trí cần lắp dựng. Và tất cả vị trí lắp dựng, vị trí tập kết này phải nằm trong tầm với của cần trục. Các bạn nhìn ở đây người ta chọn cái cần trục tự hành này. Đúng chưa ạ? Toàn bộ cái vật liệu ở dưới xếp ở bên dưới đây các bạn nhìn đấy, cái tuyến di chuyển cần trục sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái vị trí áp dụng kho bãi. Thế trong cái đồ án thi công 2 của các bạn đang làm hiện sau này ấy, cái tấm tường bạn cũng sắp xếp tương tự như thế này, chỉ có điều là trong cái đồ án của các bạn thì nó là tấm panel bê tông cốt thép thôi, còn ở đây nó là tấm tấm này thì có thể là tấm thép hoặc tấm tôn đúng không? Đấy, cái vật liệu ở đây mỏng như này mình cũng chưa thể khẳng định cụ thể được đúng không? Các bạn nhìn đấy đúng không ạ? Rồi, thế đây là một cái ví dụ cho các bạn để các bạn hình dung được à tất cả những cái chương của chúng ta đều liên quan đến nhau. Thế nội dung của cái chương 5 này thì gồm có thứ nhất là sơ lược về công nghệ lắp ghép, một số cái đặc điểm. Đặc điểm đấy các bạn phải nhớ. Được chưa? Vì sau này bạn sẽ đem những cái đặc điểm trong này bạn viết vào cái phần chuẩn bị. Bạn viết vào cái phần phương thức lắp dựng của một trong hai cái công trình bê tông hoặc công trình thép. Đấy các em nhớ nhé. Sau này trả lời câu hỏi thi của môn này không phải là bạn chỉ đem một cái phần, một cái mục bạn viết ra, không phải thầy nói rồi làm như trong cái file đấy 5 điểm thì tôi chỉ cho 2 điểm thôi tại vì nó không đủ không? Còn tất nhiên đấy là chiến thuật của bạn đúng không, mỗi câu 2 điểm 4 điểm đủ qua chưa, 4 điểm qua rồi đúng không, 4 điểm quá trình 4 điểm thi đã qua rồi đúng không, thì các bạn có thể chọn cái phương án nhẹ nhàng như vậy. Nhưng nếu làm đúng làm đủ ra thì bạn phải đem cả kiến thức của những cái chương trước nữa. Để lấy ví dụ à, cái cột bê tông lắp vào cái móng bê tông, thế thì liên kết giữa cột và móng nó là gì ạ? À? Nó là liên kết khô hay liên kết mối nối khô hay mối nối ướt? Đấy, thế thì mô tả về cái mối nối đấy thì bạn lại phải quay lại đấy, từ chương 6 bạn lại phải quay lại bạn nói ở trong chương 5 này, đây cái phần các mối nối lắp ghép đây, đúng không? Sau anh nào anh học tốt anh phân tích kỹ hơn thì mối nối đây của anh khớp như thế nào, ngam như thế nào? Đấy. Nên để các bạn biết được là các bạn bóc càng sâu, các bạn đi càng sâu thì các bạn sẽ đạt được cái điểm trả lại càng cao. Các bạn nhớ tôi, em 10 thi công là khó lắm, không đơn giản đâu. Công nghệ lắp ghép xong chúng ta sẽ sang các phương pháp và thao tác lắp ghép cơ bản. Được chưa? Trong đó chủ yếu ở đây ta tập trung vào các phương pháp. Có nôm na khoảng 6-7 phương pháp nhưng chúng ta sẽ chỉ đi tập 3 phương pháp chính. Được chưa? Và thầy đánh giá ba phương pháp này, ba phương pháp tổng quát, còn các cái phương pháp còn lại thì ta nó cũng na ná như nhau và cái phân
thức của nó cũng không rõ ràng. Nhưng thôi các cụ nhà mình đã tách nó ra thành nhiều phương pháp như vậy thì chúng ta cứ follow đi, biết tên nó đi, đúng không? Và cuối cùng là các loại mối nối lắp ghép. Thì riêng phần các mối nối lắp ghép này thì các bạn nên chụp màn hình lại. Thầy khuyên các bạn nên chụp màn hình lại bởi vì thầy đưa một số cái hình minh họa rất rõ vào và nó có thể giúp các bạn trong cái quá trình làm đồ án sau này nhé, để các bạn hiểu về mối nối. Vào bài đầu tiên của hôm nay, tiết đầu tiên, công nghệ lắp ghép. Thì người ta nói rằng là gì ạ? Công nghệ lắp ghép là tổng hợp các phương pháp và cách thức thực hiện các quá trình. Đấy, các quá trình, các cái thao tác diễn ra trong cái thời gian bạn đang lắp dựng công trình. Chỗ này tôi dùng từ lắp dựng, được chưa? Lắp dựng nó là một phần nhỏ của xây lắp. Thế thì cái ý đầu tiên trong công nghệ lắp ghép chúng ta cần để ý ở đây, chúng ta cần lưu ý ở đây là mức độ khuếch đại của kết cấu. Buổi trước chúng ta nói chuyện với nhau rồi đúng không? Khuếch đại khác, gia cường khác. Khuếch đại làm gì ạ? Là liên kết các bộ phận, đúng không? Để làm tăng kích cỡ, làm tăng tính ổn định, thì đấy là khuếch đại. Và khuếch đại của chúng ta thì có khuếch đại dưới đất, khuếch đại trên không, đúng chưa? Vậy thì cùng chúng ta khuếch đại lớn đến đâu? Câu trả lời câu hỏi khuếch đại lớn đến đâu thì các bạn biết rồi. Hôm trước chúng ta có cái hình minh họa là tôi đang cẩu một cái bán dàn. Bạn nhớ giúp tôi nhé, thầy dùng từ bán dàn theo một nửa cái dàn, đúng không? Thế thì bản thân cái bán dàn này các anh cũng phải khuếch đại nó từ những cái thanh dàn nhỏ hơn, đúng không? Đấy, thế thì câu hỏi tại sao tôi không khuếch đại thành cả cái dàn rồi tôi cẩu lên mà tôi chỉ khuếch đại thành cái bán dàn? Một số người chỉ khuếch đại 1/4 cái dàn thôi. Đấy, thì cái mức độ khuếch đại kết cấu, thưa các bạn, nó phụ thuộc vào thứ nhất là cái khả năng làm việc của cần trục. Bạn ạ, nhé. Đấy, tôi nói ở đây là khả năng làm việc của cần trục. Tài liệu thì nói là trọng lượng, nhưng thầy nâng nó thành khả năng. Bởi vì bạn chọn cần trục thì dựa trên những yếu tố nào? Nào đến thời điểm này có nhớ không? Một bạn nào nói cho thầy thử xem nào. Ai nhớ nói thử cho thầy xem nào. Đến thời điểm này cái này phải trả lời nhanh, rõ, đúng không? Đồ án cũng phải làm qua cái bài chọn cần trục chưa? QRHL. Ừ, nhưng cụ thể nó là cái gì? Nào, QRHL thì là đúng về ký hiệu rồi. Các bạn đi thi các bạn không thể viết QRHL nhé, đi trả lời đồ án cũng không thể nói là thưa thầy em chọn theo QRH được nhé. Phải nói rõ ra, Q là sức nâng của cần trục. Đúng rồi ạ. R là tầm với hay còn là bán kính làm việc. H là chiều cao cổ lắp. Đúng không ạ? Đúng rồi, còn L là gì ạ? L chỗ này là chiều dài tay cần. Mà trong cái cần trục thép của các em thì chiều dài tay cần nó lại bằng luôn với cả tầm với. Đúng chưa? Đấy. Nhá, đối với loại cần trục thép mà cái tay cần nó không nâng hạ được thì chiều dài tay cần nó bằng với tầm với. Hãy trả lời mình phải rất rõ ràng nhé, các bạn đừng sợ mất thời gian. Cứ bình tĩnh đúng không? Các thầy hỏi thế các bạn có từ 2 đến 3 phút bằng mà em thấy em nghĩ 1 phút cũng được mà. Đi thi các bạn có 30 phút để làm một câu cơ mà. Đúng không? Đấy thì lưu ý giúp tôi nhé. Cái chỗ này không chỉ là trọng lượng mà nhớ giúp tôi nó còn là tầm với, còn là chiều cao. Đúng không? Và nhất là trong đồ án sau này các bạn chọn cái vị trí cần trục ấy, phải để ý xem là nó có bị cản hay không. Các bạn là rất chủ quan trong cái việc là chọn vật cản, các em chọn vị trí đứng mà nó có vật cản hay không. Đấy nhé. Xa xa đến các cái phần sau thầy cũng sẽ chú ý, thầy nhắc lại cho các em trong quá trình giảng lý thuyết. Rồi, cái thứ hai mà mức độ to lớn của cần trục bị ảnh hưởng của cấu kiện bị phụ thuộc vào đó là cái khả năng của các thiết bị và đường xá vận chuyển. Đấy, thì lại một lần nữa các bạn nhớ cho tôi lúc chúng ta mở chúng ta xem cái video về cổ lắp cái dầm của cầu vượt trên cao, cái đoạn Nguyễn Xiển Trần Duy Hưng đấy, đúng không ạ? Đấy, thế bây giờ rõ ràng là cái đường đô thị hiện nay của chúng ta đảm bảo được khả năng là cho cái container cẩu cái vật lớn như vậy đi vào ban đêm thì người ta mới dám đúc cái dầm lớn như thế chứ. Chứ còn các bạn nhìn nào, cũng có một cái thứ này là cái lắp ghép này, các bạn phải hình dung cùng tôi này, lắp ghép các cái đường ống cống, đúng không? Nhớ giai đoạn học ở Hà Nội không ạ? Đường Trường Chinh, đường Đại La, đường Minh Khai. Thầy nhắc đi nhắc lại, thầy lấy ví dụ đấy rất nhiều vì nó gần trường mình. Các bạn đi qua các bạn nhìn thấy rất nhiều. Các cái ống cống của chúng ta, các cái tấm panel của chúng ta, đấy cũng là thi công lắp ghép được em. Lắp ghép đây không chỉ lắp ghép công trình, không chỉ lắp ghép nhà, mà còn là lắp ghép các cái gì, thiết bị cơ sở vật chất. Thì rõ ràng cho các em là cái đường cống của chúng ta nó chạy ngoằn ngoèo, nó chạy trên một cái tuyến dài.
Thế có ai đi đúc cả một cái tuyến dài chúng ta bê xuống không? Vỡ ngay đúng không ạ? Thì buộc người ta phải đúc thành những cái đốt, những cái đoạn nhỏ. Và các thứ hai tiến hành gì ạ? Lắp ghép. Đúng không? Đấy, thì bạn nào đi sâu vào bạn có thấy là người ta lắp ghép ống gang, ống đúc bằng gang, ống đúc bằng bê tông cốt thép. Đúng không ạ? À, lấy ví dụ bạn nào bây giờ mà ông nào cũng biết ngày xưa cái đường Trần Đại Nghĩa ngày xưa cả cổng sau trường mình ấy, dưới đấy là một cái con kênh to lắm. Cái thời thầy Hòa thi đại học thì bắt đầu người ta mới đúc cống và người ta dưới đấy là có đường cống, chỗ đấy là đường kính cỡ đâu đó cũng phải 5 mét. Các bạn. Cống rất rộng nhé, và chỗ đây là cống đôi. Đấy. Thế thì cái đoạn cống đấy chắc chắn lại khác những cái cống ở ví dụ trong trường mình. Hoặc là ví dụ những cái cống ở cái ngõ nhỏ các bạn. Cống ở ngõ nhỏ các bạn người ta gọi là cống hộp. Đúc sẵn thành những cái hộp. Nhưng những cái ví dụ như là cái cống ở đường Trần Đại Nghĩa thì nó là cái tấm panel. Các bạn, người ta sẽ đổ bê tông máy trước, xong người ta sẽ lắp cái panel thành. Đấy, và người ta làm sao? Người ta lắp cái panel mái sau. Gọi là tấm panel mái như gọi là tấm đan bê tông ấy, đặt lên trên cùng. Đấy thì cống lại được cấu tạo từ các tấm panel đúc sẵn. Nhìn đi ạ. Thì đấy cũng là khuếch đại. Được em. Đúng không? Thế các em nhìn thấy nhá, khả năng của thiết bị, khả năng đường xá vận chuyển. Thế thì sau khi xây xong cái cống thì chúng ta mới có cái đường Trần Đại Nghĩa rộng như bây giờ. Chứ còn thưa các bạn, ngày xưa đằng sau đến khu Trần Đại Nghĩa của chúng ta cũng là khu nhà ở, nhà dân. Đấy, chưa giải tỏa. Đường rộng hai bên chỉ có 1,5 m, 2 m là còn không có hàng rào. Thế làm ra là để xe ở đấy chỉ sợ xe rơi xuống cái mương đấy thôi. Cuối cùng là gì ạ? À, hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế ở đây bạn hiểu giúp tôi như thế này. Anh khuếch đại lớn quá thì cái phương tiện cẩu lắp của anh nó cũng phải lớn theo, đúng không? Anh khuếch đại lớn lên thì trọng lượng lớn, trọng lượng lớn là quy lớn, quy lớn thì cần cầu cần trục phải lớn, đúng không ạ? Cần trục lớn bạn thuê về có tốn nhiều tiền hơn không? Rất dễ hiểu đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ nếu anh thuê máy bé quá thì sức nâng kém, phạm vi làm việc yếu, hay nói cách khác là cái chu trì kỳ làm việc nó tăng lên. Thay vì tôi cẩu cả một cái bán dầm 15 mét thì buộc tôi phải tách ra, tôi cẩu nó thành mỗi đốt 5 mét chẳng hạn. Vì thay vì một lần cẩu lên tôi phải cẩu mất 3 lần, bị kéo giãn mất tiến độ rồi, đúng chưa? Đấy, các bạn có hình dung được không? Đấy, như trong thi công nhé, thì việc cái này thì mở rộng ra thêm một tí để các bạn có cái tư tưởng và lập luận này. Không biết là cái này đã bao giờ có người nói với các bạn chưa? Trong thi công hoặc là trong một cái dự án bất kỳ nói chung, chứ còn kể cả dự án công nghệ thông tin, dự án tuyên truyền báo chí, rồi thì đầu tư gì thì gì đi chăng nữa, không chỉ trong xây dựng dân dụng của mình, thì khi bất cứ khi nào triển khai một dự án thì người ta cũng có một cái tam giác, người ta gọi là QCT. Q là quality, chất lượng. C là cost, là chi phí. Và T là time, thời gian. Anh phải cân đối ba cái đỉnh này của tam giác. Đấy. Nếu anh là nhà quản lý, anh phải cân đối ba cái đỉnh này của tam giác. Bởi vì nếu ba cái này bạn có một cái tam giác đều và ba cái đỉnh này nó chạm vào trong một cái vòng tròn, người ta gọi là vòng tròn bền vững của bạn này. Đấy. Vòng tròn này là khả năng của các bạn, là yêu cầu của các bạn. Tam giác đều nó nằm gọn trong cái này thì bạn gọi là dự án tương đối thành công. Tôi chỉ nói là tương đối thôi. Nhưng có bao giờ ba cái đỉnh nó đều nhau được không? Thầy lấy một ví dụ. Thì như cuối năm nay là SEA Games nhỉ? Đúng cuối năm nay SEA Games không? Các thanh niên? Hay là cũng không biết? Đúng Vâng, nhưng mà rồi, cái câu chuyện này các ông phải nắm rõ hơn tôi đúng không? Các ông bắt năm lộ nè, rồi đúng đúng rồi, không? Thầy nhỉ? Thầy qua cái Euro lấn tuổi. át hết rồi chị, Ừ, sao hả em? Euro lấn át hết SEA Games rồi chị. Euro, ừ rồi, đồng ý, ừ, đồng ý, thế thì được rồi. Thế thì sắp tới Euro nhỉ? Đúng không? Được rồi, ok, có thằng nói thích nói chuyện Euro, không thích nói chuyện SEA Games, xài xính ngoại đúng không? Ok, thế bây giờ nói chuyện Euro này. À, các bạn nhìn thấy này, để tổ chức một sự kiện như vòng chung kết Euro thì các bạn sẽ phải xây dựng rất nhiều cơ sở vật chất. Mình nói trong mảng xây dựng của mình thôi nhé. Được chưa? Thế nhưng mà gần đây của chúng ta thì cũng có cái dịch Covid. Và hiện tại bây giờ là bên châu Âu là cũng đỡ đỡ rồi. Nhưng mà trong cái giai đoạn Covid đấy, các bạn biết là tất cả các cái dự án, các cái hoạt động xây dựng đều bị hạn chế. Đúng không? Thế vì tôi đang có một cái dự án tôi xây nhà, nhà này sau này chắc là làm khách sạn để
coi như là khách khứa đến ở, đúng chưa? Nhưng mà vì Covid thế đâm ra là gì ạ? Thời gian xây dựng bị rút ngắn lại. Thay vì đáng lẽ xây từ cách đây 2 năm, tôi mới chỉ có thể bắt đầu xây từ cách đây 3 tháng thôi. Như vậy rõ ràng thời gian của chúng ta làm sao? Nó bị co ngắn lại đúng không? Bạn thấy cái đỉnh T nó bị co ngắn lại chưa? Nó co ngắn lại, nhưng mà bây giờ đây, Euro là một cái sự kiện quốc tế, khách quốc tế đến, mà chất lượng lại thập thà thập thụt, khách quốc tế đến để ở trong người ta ở khách sạn 1 sao 2 sao được không? Như vậy là cái đỉnh Q này bắt buộc phải giữ nguyên. Thì đúng rồi, để kể cả anh làm một dự án ở đâu cũng thế thôi, thiết kế của anh có rồi, quy hoạch người ta phê rồi, đúng không? Anh phải làm giống như thiết kế chứ. Anh không thể lấy lý do là anh bảo là do vật tư vật liệu tăng, giá tăng rồi thì thời gian hạn hẹp, tôi làm không đảm bảo chất lượng cho anh. Không ai người ta đồng ý cả, anh không làm được anh nghỉ. Đúng không? Thà không có công trình còn hơn là các anh ra một cái đống rác. Thì dịch quy này giữ nguyên. Thế cuối cùng buộc cái gì phải tăng hả em? Chi phí tăng. Và bạn nhìn thấy cái vòng tròn bền vững này người ta bị phá vỡ chưa? Đúng không ạ? Và anh là cái doanh nghiệp đấy, cái vòng tròn của anh này mà anh không đảm bảo cái vòng này của anh nó đủ nó xử lý cho cái xe này ta, mình nói ngắn gọn một câu là anh toang, đúng không? Anh phá sản, anh phải bán dự án, bạn hình dung ra chưa? Đấy, thế học của quản lý dự án, tất cả những cái này bạn nhìn này, tại sao các thầy phân tích được, tại sao các thầy nhìn được, bọn tôi đọc nó trong một cái tư duy, một cái lập luận về các cái mối quan hệ. Tại sao thầy nói cho các bạn sau này chúng ta đi 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 vào cái phần quy trình lắp ghép ấy, có cái phần chuẩn bị ấy. Thầy sẽ cho thầy, thầy không biết thầy nói với lớp mình chưa, chuẩn bị 5 chữ M hình như nói rồi đúng không? Cost này, đấy, quality này, T nó liên quan đến method này. Đó, thế các bạn lưu ý nhé, phân tích những cái này rất hay, nếu dành thời gian các bạn nên đọc thêm, được chưa? Rồi. Cái gì? Quay lại cái đặc điểm về mức độ kết cấu, người ta mới đúc kết lại rằng là nhà và công trình lúc này có thể được lắp ghép từ cái này, là cái đơn giản rồi nhé, cái này rất dễ rồi, được chưa? Thứ nhất là các cái phần nhỏ của kết cấu, đúng không? Cái thứ hai là những cái cấu kiện nguyên. Đấy, bạn nhìn này, từ cái móng, cái cột, cái dầm, cái panel, đây chính là cái đồ án thi công 2 của các bạn đây. Và may quá trong đồ án của các bạn thì các bạn không phải lắp cái móng, đúng không? Coi như có sẵn móng rồi, lắp từ cột trở lên thôi. Còn là lắp ghép từ một phần của công trình, có cái chuyện đấy nhé, có cái chuyện đấy. Hiện nay bây giờ cái công nghệ để lắp ghép từ một phần công trình rất nhiều, em hình dung trên YouTube bên nước ngoài này, Việt Nam mình chưa có, Việt Nam mình thì không có cái phong cái style, cái phong cách là đi thuê cả một cái xe ô tô xong thì suốt ngày đi rong rong và ngủ trên xe ô tô, xe đậu ở đâu đó mình đậu xe ngoài đường, thế là có ba hàng nước bằng chè ra đuổi ngay, đúng không? Hàng tôm ngay. Đấy, thì bây giờ ở bên nước ngoài chẳng hạn, người ta đi 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 phượt, đi chơi xa chẳng hạn, thì có hai ba cái ô tô, xong đến cái lúc mà ghép hai cái ba cái xe đấy lại thành một cái nhà đầy đủ tiện nghi để ở, để nghỉ ngơi trong một cái khoảng thời gian. Đấy, mình thì chưa có, mình may chăng lên Đà Lạt thì có cái lối sống kiểu đó nhé. Còn đây các bạn nhìn, lắp ghép nguyên cả công trình, lắp ghép nguyên cả công trình thì bạn hiểu giúp tôi này, ví dụ như cái trạm mà những cái tháp. Bạn có nghĩ rằng những cái tháp ở ngoài, bạn nào đi Phú Quốc, đi Hạ Long, đi du thuyền, đi 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 chơi trên biển, các bạn sẽ nhìn thấy có những cái hòn đảo nó rất là nhỏ, rất là bé, và trên đấy chỉ có độc một cái tháp thu phát tín hiệu không? Thế thì người ta lắp cái tháp đấy kiểu gì? Thì mặt bằng thi công hoàn toàn không có, đúng chưa? Thế thì lúc này buộc người ta phải lắp dựng một cái mặt bằng khác, ví dụ có thể lắp đặt ở ven biển, lắp dựng ở trên cái xà lan, sau người ta cẩu nguyên xi toàn bộ cái công trình đấy, người ta liên kết với cái đế, cái móng đã thi công ở trên những cái hòn đảo nhỏ này. Đấy thì đấy gọi là phương pháp lắp ghép nguyên cả công trình. Nhá, hoặc là trên núi chẳng hạn. Không được làm, không được phá rừng, cái đường đi lên không có, mặt bằng thi công không có thì buộc người ta phải lắp ở phía dưới và người ta cẩu lên chứ. Cẩu bằng trực thăng. Các bạn được chưa? Như vậy cái phần mức độ khuếch tán à, mức độ khuếch đại kết cấu thầy đã phân tích cho các bạn. Đối với phương pháp lắp ghép, đấy, phương pháp lắp ghép là một cái ý trong công nghệ lắp ghép. Bạn nhớ giúp tôi, đây là phương pháp lắp ghép, là phương pháp hoàn thiện dần của cả một công trình chứ không phải là của từng cấu kiện. Thì dựa trên hai cái hình các bạn nhìn rất rõ này, trên mặt bằng thì người ta phân ra thành là lắp dọc, đấy, lắp ghép theo phương dọc và lắp ghép theo phương ngang.
được chưa? Thì được phân cách phân tích bởi cái hướng di chuyển của cần trục. Đối với phương dọc nhà thì người ta nói là cần trục di chuyển dọc theo nhịp nhà. Đây, anh nhìn này. Đấy, nhá, cần trục di chuyển dọc theo nhịp nhà. Bạn dở cho tôi cái slide, cái trang sau của các bạn đây. Bạn nhìn thấy chưa? Đường số 1, số 2, số 3, số 4. Đúng không? Cần trục đi dọc theo cái nhịp nhà, chạy dài theo nhịp nhà. Và đâu đó đến đầu này ông quay vòng này này, 7 cua ông quay vòng này. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Còn lắp ghép từ phương ngang là cần trục di chuyển ngang nhà đấy, cần trục đi qua những cái bước này này và nó chạy zig zag, nhìn thấy ạ, chạy zig zag nhé. Đây đấy, đường đỏ ở đây này đấy, cần trục chạy zig zag này, đúng chưa? Đấy, đây là cái khác biệt rất rõ ràng nào. Mở ra chưa, mở mở cái bài giảng của thầy mở ra chưa, có thấy không ạ? Có. Rồi, ok, cảm ơn các em. Thế thì cái việc lựa chọn lắp dọc hay lắp ngang phụ thuộc vào phụ thuộc vào cái gì? Thì tài liệu nói cho các bạn rằng phụ thuộc vào đặc điểm công trình. Đặc điểm công trình ở đây bạn nhớ cho tôi nó là đặc điểm về mặt bằng. Đấy. Công ty của ông có cái con cần trục nó to quá. Mà thằng thiết kế nó lại thiết kế cái bước nhà nhỏ. Thế thì buộc ông phải cho chạy dọc nhà nếu như cái nhịp đủ lớn, đúng không? Đấy là một ví dụ. Thế sau này trong đồ án của các bạn, nhiều khi các bạn muốn nhanh, hôm trước thầy đã nhắc một lần rồi, anh chọn một cái cần trục to quá để đứng một chỗ lắp được nhiều cấu kiện. Thế nhưng tự hỏi liệu sau này cần trục đấy nó có, bởi vì bạn không phải thuê một cần trục về chỉ lắp mỗi cột. Sau này anh lại muốn đem cái cần trục đấy lắp tường, lắp dầm chẳng hạn. Thế thì anh có cột rồi anh lắp dầm sau thì cái cần trục đấy nó còn chạy được trong giữa hai hàng cột nữa không? Đó, cái đấy thì các bạn cũng phải rất lưu ý, nhiều khi không tham được. Một cái ý thứ hai để các bạn chọn nữa là phụ thuộc vào dây chuyền sản xuất. Dây chuyền sản xuất hay nói khác là giai đoạn vận hành của công trình này. Thế thì để phân tích các bạn như thế này nhé. Người ta nói như này. Thứ nhất là lắp theo phương ngang thường áp dụng khi muốn đưa từng phân đoạn của dây chuyền sản xuất vào làm việc trước. Thì bạn nhìn này, lắp theo phương ngang là hình B của chúng ta này. Bạn nhìn thấy cái phương ngang đúng chưa? Là từng cái khung trục một của các bước đã được hoàn thiện rồi. Đấy. Thế bây giờ giả sử đây là một cái nhà máy chế biến đóng gói, chế biến này, đóng gói tôm đông lạnh đi. Để lấy ví dụ như vậy. Thế thì rõ ràng là các em hình dung từng cái phân đoạn xưởng sản xuất đây nó sẽ nằm ở trên mặt bằng đây. Đúng không? Phân xưởng này làm sạch tôm này. Đấy, số 1 này là làm sạch tôm này. Số 2 này làm gì ạ? Cân đổ vào bao bì. Số 3 này là đóng gói bao bì. Sau đó số 4 ở đây là đâu đó đi in bao bì. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ tôi đang muốn là thôi, cái việc đóng gói in có thằng khác làm được. Nhưng mà về đến mùa vụ đây rồi. Hoặc đây bây giờ của các em là nông sản đây. Đấy, Covid cũng biết rồi, đang cần phải chế biến rất nhanh không để nó hỏng mất. Đúng không? Thế thì rõ ràng yêu cầu của tôi là tôi phải có cái chỗ gì để tôi tập kết, tôi chế biến thực phẩm trước đã. Bạn nhìn thấy chưa? Đấy nhá. Thì tôi sẽ cho làm sao? Chọn cái phương pháp lắp dựng theo phương ngang nhà để tôi có những cái khoảng không. Tôi xử lý cái phần dây chuyền là xử lý chế biến đã. Chứ còn cái vấn đề sang bên này này, đóng gói bao bì này, tôi thì không dùng máy nữa. Lúc này là chế biến xong sạch sẽ rồi. Có thể là đưa ra ngoài cho hoặc là đưa sang cái nhà máy khác, người ta lại chuyên là gì ạ, đóng gói bao bì sau, đúng không? Thì dây chuyền của tôi, dây chuyền sản xuất thì chưa khép kín, nhưng mà đấy là cái vấn đề của logistics của dây chuyền sản xuất. Còn trong xây dựng của chúng ta đây, bài toán là giúp cho người ta có được một cái vùng của dự án, một cái khoảng không trong nhà công nghiệp đủ để người thợ che nắng che mưa, máy móc thiết bị có thể vận hành được một phần của dây chuyền sản xuất đó. Hình dung ra chưa nhé? Thì cái này nó lại yêu cầu liên quan đến bản chất làm việc đấy, đến dây chuyền sản xuất. Thế thì mỗi một cái đoạn ngang nhà này sẽ gồm cái khẩu độ này, bạn nhìn ở đấy khẩu độ ở cái bước này, một cái bước này hoàn thiện, đúng chưa? Rồi với cái loại này thì bạn, người ta khuyên rằng là có thể sử dụng một cái cần trục có bán kính hoạt động lớn, được chưa? Cần trục đấy nó có thể nó đứng ở chính điểm giữa này này, đứng một ở đây thôi. Với ra ông lắp cả cái nhịp biên và rồi sau đó ông lắp nhịp giữa xong
Như vậy cần trục chỉ chạy ở giữa và có thể lắp dựng hết từng khẩu độ một. Được chưa? Đấy, các bạn hình dung giúp tôi nhé. Các bạn lưu ý rất rõ nhé, thầy chỉ dùng từ có thể chứ không phải dùng từ bắt buộc. Cái loại thứ hai là phương pháp lắp ghép dọc nhà. Đây thì bạn nhìn này, đấy, lắp ghép dọc nhà đây. Thì cái ưu điểm của nó gì ạ? À, ông sẽ lắp từng cái cần trục sẽ đi dọc công trình và ông sẽ xong hết từng cái nhịp, đấy, xong hết các công trình, xong hết cái khung theo từng cái nhịp ở đây. Được chưa? Thế thì giả sử bên này là cái dây chuyền sơn thôi, còn bên này là cái kho tập kết thôi, thì rõ ràng là cái dây chuyền sơn ở bên này, sơn một cái vật gì đấy, sơn tivi, sơn ô tô, sơn xe máy à, thì tôi sẽ đưa được cả cái dây chuyền vào đây. Đúng chưa? Đấy, các bạn lưu ý nhé. Nhưng nhược điểm của nó thì như bạn nhìn thấy là cần trục sẽ phải di chuyển dọc theo công trình, đúng không? Và có thể phải làm nhiều thao tác hơn, có thể phải chọn cần trục bé hơn, nên bạn phải lưu ý nhé. Được chưa? Rồi. Ngoài ra các bạn có cái phương pháp gọi là lắp ghép kết hợp. Thì đây là kết hợp là cái mà chúng ta luôn áp dụng. Khi mà cái khẩu độ 1, à xin lỗi bạn, khi cái khung trục 1 ấy, cái nhịp thứ nhất ấy lắp được khoảng độ 50% rồi, vì các bạn làm đồ án sau này các bạn sẽ làm như vậy. Các bạn không phải chỉ có một cái cần trục. Các bạn sẽ có nhiều cần trục. 2 đến 3 cần trục. Đúng không ạ? Nó chạy nối đuôi nhau, chạy nối tiếp nhau. Thế thì cùng các bạn học tổ chức thi công thì các bạn biết mình phải phân phối lại mặt bằng, phải phát triển ra một cái sơ đồ di chuyển sao cho thời gian thi công là tối ưu nhất, đúng không? Đây bạn nhìn này, rõ ràng khi cái thằng bên trái cần trục này nó chạy này, được chưa? Ông bắt đầu quay vòng về, ông lắp những cái cột ở cái nhịp ở bên dưới này, thì mỗi cần trục ở giữa của tôi bắt đầu có thể chạy vào đây và tôi bắt đầu tôi tiến hành cái lắp dàn ở đây được không ạ? Lắp dàn ở trên được không ạ? Được đúng không? Đấy, các bạn hình dung giúp tôi nhé. Đấy, thì lắp kết hợp là như vậy. Các bạn nhớ giúp tôi. Kết hợp cả hai sơ đồ dọc cả ngang. Được chưa? Ngoài ra thì các bạn có lắp ghép theo phương đứng, lắp ghép theo phương ngang. Các bạn nhớ giúp tôi nhé. Đấy, ngang đây là ngang nhà và dọc nhà, còn đây là đứng và ngang theo cái chiều cao của công trình. Nhớ giúp tôi nhé. Trình tự lắp dựng của kết cấu là cái ý thứ ba trong cái phần công nghệ lắp ghép của chúng ta bàn luận ở đây. Thì cái này nó gần giống với cái tổ chức thi công của các bạn. Các bạn có phương pháp tuần tự, đúng chưa? Phương pháp đồng bộ và các bạn có hỗn hợp. Hỗn hợp thì nó gần giống như dây chuyền mà các bạn học trong tổ chức. Cái này thầy có cần phân tích lại không ạ? Nhớ lại một tí nhá, làm tuần tự này, làm tuần tự này, làm tuần tự này. Như vậy cái nhân lực của các bạn làm sao ạ? Trải đều ra trên suốt thời gian phát triển của dự án, đúng không ạ? Ưu điểm là bố trí mặt bằng dễ dàng, nhân lực làm sao, chi phí nhân lực thấp. Nhược điểm là gì ạ? Tiến độ bị kéo dài, thời gian thi công lâu, đúng không? Đây bạn nhìn này, tôi sẽ dùng cần trục này, mỗi một lượt chạy tôi chỉ lắp ghép đúng duy nhất một cấu kiện thôi. Lượt đầu tiên thầy lắp toàn bộ cột của công trình, xong cần trục lại bắt đầu lại ở điểm xuất phát, tôi lắp toàn bộ dầm, xong lại quay ngược lại lắp toàn bộ gì ạ, dàn mái hệ răng, xong lại chạy một lần nữa lắp toàn bộ hệ mái, đúng không? Đấy, các bạn nhớ giúp tôi nhé, cái loại này là gì ạ? Thời gian lâu, đúng không? Đấy, nhưng mà thằng này người ta lại có một cái, người ta bảo là ưu điểm, lại có một cái ưu điểm nữa là gì? Mỗi cái lượt chạy người thợ người ta chỉ tiến hành đúng duy nhất một cái thao tác thôi. Giả sử bạn có 200 cái cột, thế là ông thợ ông chỉ tiến hành treo buộc rồi tháo lắp cái dây treo buộc cho mỗi cái cột thôi, thao tác làm sao y hệt như nhau, đúng không? Thế thì khi thợ người ta làm quen tay rồi thì người ta làm độ chính xác sẽ tốt hơn. Cái thời gian để thực hiện mỗi cái mối nối này sẽ nhanh hơn, đúng không ạ? Và người ta nói rằng là à, thế thì có cái khả năng cao rằng cái chất lượng có thể tốt hơn, làm quen rồi cái nhé. Nhưng mà thầy chỉ dùng từ có thể thôi nhé, chứ thầy không khẳng định, đúng không ạ? Đâu đó vẫn có cái rủi ro là ví dụ đây như sinh viên mình chẳng hạn, đúng không? Ừ, có một số anh là uống rượu nhiều chẳng hạn thì uống khỏe lên, chất lượng tốt mà,
Nhưng có một số anh thì đôi khi lại trái tính một tí, uống nhiều và thôi tao chán tao không muốn uống nữa, đúng không? Thế thì thợ cũng vậy thôi, thì đôi khi người ta làm nhiều còn người ta nhàm chẳng hạn, nghe vui vui đúng không? Nhưng mà chuyện này có thật các em nhé, hoàn toàn có những cái chuyện như vậy xảy ra nhé, nên tôi sử dụng từ có thể thôi. Thế đấy là phương pháp tuần tự. Thế còn phương pháp đồng bộ thì thế nào? Đồng bộ nó giống như các bạn nói là cái phương pháp song song ở trong tổ chức thi công đấy, bạn tiến hành đồng thời cùng một lúc nhiều công tác. Thế thì khi trong một khoảng thời gian tiến hành nhiều công tác một lúc thì làm sao ạ? Chi phí cho vật tư, chi phí cho nhân lực có tăng lên không? Nó dồn hết ở một thời điểm, đúng không em? Đấy, thế bây giờ các anh ăn một ngày anh ăn 3 bữa hay là anh dồn hết anh ăn một bữa sáng thôi, xong rồi trưa buổi chiều nhịn không ăn, hay là các bạn dàn ra sáng ăn trưa, xong đến trưa ăn trưa, đến chiều tối thì ăn tối, đúng không? Thì bụng các anh mới chứa được chứ, đúng chưa? Thế bây giờ bạn là người bỏ tiền ra để xây dựng công trình cũng vậy, tháng thứ nhất bạn bỏ ra cho tôi một khoản tiền A, khoản thứ hai khoản tiền B, tháng thứ ba khoản tiền C, thì anh có cái dòng tiền anh chạy được, đúng không ạ? Nhưng anh vẫn dồn vào cả tháng thứ nhất anh làm hết, thì tổng số tiền là A cộng B cộng C, anh có cướp đâu ra được cái lượng tiền lớn như thế không, đúng không ạ? Đấy, về trong thi công xây dựng lắp ghép này cũng vậy thôi, anh muốn một lúc anh lắp cả cột, cả dầm, cả sàn, cả dàn mái, bây giờ mỗi loại của anh lại một cái cần trục, ba cần trục đứng lắp cùng lúc có không gian để lắp không? Một cần trục thì không lắp ba thằng cùng lúc được rồi, đúng không? Thế buộc phải ba cần trục, đấy chính là cái đồ án của các bạn đấy. Mà sau này các bạn sẽ có cái lập luận này rất nhanh ở trong đầu, nhưng khi làm vào đồ án thì các bạn phải diễn giải ra, thì khả năng diễn giải của chúng ta còn hơi yếu đấy, thì các bạn nhớ giúp tôi đấy. Thế thì người ta cũng phân tích ra này, thật ra thì không phải thằng nào cũng lắp song song được, nhưng nếu lắp được thì người ta nói rằng này đấy nhá, là đường di chuyển của cần trục sẽ ngắn hơn. Như vậy là thay vì một cái cần trục tôi cứ chạy vòng 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 thì nó chỉ chạy đúng một vòng xong nhiệm vụ hết, rút cái cần trục đi, rút nhân lực đi, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà nếu bạn dùng một cái cần trục có cả mỏ chính mỏ phụ ví dụ thế để bạn lắp nhiều, thì người ta sẽ bảo là cái thiết bị treo bổ của bạn nó phải thay đổi liên tục, và khi bạn tiến hành thay đổi càng nhiều thì sai số càng lớn, mà trong lắp ghép lại sợ nhất là sai số, đúng không ạ? Ba con cần trục không đúng được, ông mua một con cần trục to về ông làm. Một con cần trục này vừa mới thay ra để cầu cột, lại tháo lại thay không dùng đai ma sát nữa, lại chuyển vào đòn treo để cầu dàn, cứ chuyển đi chuyển lại liên tục như thế, đúng không ạ? Thợ người ta không thích đâu các bạn nhé. Đấy. Mà mình giám sát cũng mệt các bạn. Rồi. Đấy, nhưng mà ưu điểm của thằng này thì làm sao? Đường di chuyển ngắn, thời gian thì có thể nhanh, đúng không? Nhược điểm các bạn có thể ghi thêm một nữa, có lẽ là hao phí, chi phí về nhân lực, chi phí về máy móc thiết bị tăng lên. Nhớ giúp tôi nhé, từ nay nhé, chi phí không phải là tiền. Đấy chưa? Chi phí là những gì bạn bỏ ra để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, một đầu việc nào đó. Thì những cái bạn bỏ ra thì gồm có là gì ạ? Có tiền, có thời gian, có vật tư, có trang thiết bị, máy móc, đúng không? Đấy, có công lao động của chính các bạn, human resource ấy, sau này các bạn quy đổi và các bạn làm đồ án thi công một rồi, đang làm đồ án tổ chức rồi, đúng không ạ? Đồ án tổ chức cũng đang làm, đúng không ạ? Và tất cả người ta quy đổi thành công hết đấy, và là trả công là vì vậy mà, đúng không? Rồi còn phương pháp lắp ghép hỗn hợp thì người ta nói ngắn gọn thôi, đó là kết hợp cả hai phương pháp tuần tự và đồng bộ, đúng không? Như vậy là kết hợp nó sẽ có cả ưu nhược ưu điểm của cả hai cái thằng vừa nói đấy. Lấy ví dụ phương pháp lắp ghép của hỗn hợp, các bạn làm trong đồ án thi công 2, sau này các bạn sẽ lắp cái cột thì tuần tự này, các bạn lắp dầm thì tuần tự này, nhưng quay sang lắp dàn mái thì các bạn lắp liền cùng lúc với nó là những cái rằng là hệ panel mái đấy, thì ông đấy thì là song song. Như vậy là tuần tự và song song cùng kết hợp lại thì cả cái đồ án của bạn lắp ghép thành phương pháp hỗn hợp, được chưa? Rồi. Một cái ý còn lại là biện pháp chuyển giao kết cấu vào cần trục lắp ghép, đúng không? Đấy, cái này nó là cái phần vận chuyển của chúng ta đã nói ở chương trước đấy, thì bạn chỉ ghi cho tôi nhá, lưu ý cho tôi là phụ thuộc vào khoảng cách vận chuyển, phương tiện vận chuyển, phương pháp tổ chức vận chuyển hay gọi là bố trí mặt bằng của các em đấy,
đồng thời là đặc điểm cũng như là độ lớn của kết cấu. Đấy, chứ không phải cứ công trình to là sướng đâu. Nhiều bạn sau này ra trường là sau khi vài năm lăn lộn đúc kết là em chỉ thích đi làm nhà dân, xây nó dễ nó nhanh, tiền tươi róc thịt. Nhà dân là cứ chủ nhà phải ứng tiền trước, anh đem tiền để anh đi mua vật tư vật liệu. Đó. Chứ còn các bạn làm dự án lớn là sau này là toàn làm sao à, tạm ứng bao nhiêu phần trăm, quá lên thì nhà thầu phải bỏ tiền túi ra, mà nhà thầu đã bỏ tiền túi đổ vào công trình có nghĩa là không có tiền trả lương cho các bạn. Đó là lý do tại sao thi công hay bị chậm lương, làm hiện trường hay bị chậm lương đấy các. Tiền của nhà chủ đầu tư chưa về, mà tiền về lại phải ưu tiên cho những dự án trọng điểm, đúng không? Anh nào nôm na làm ở cái dự án mà gọi là cứ tăng tăng súng dai chẳng hạn thì nhiều chưa chắc đã vui đâu. Chuyển giao cấu kiện trên mặt bằng lắp ghép thì tất cả những cái này các bạn về các bạn tự đọc thêm nhé, cả cái phần mức độ sự cơ giới, cái phần này thì không có câu hỏi thi mà nó chỉ là những cái ý giúp các bạn phân tích, được chưa? Thế nên là cái quan trọng nhất thì đấy, liên quan trực tiếp đến kỹ thuật thi công thì thầy đã nói rồi, còn những cái ý này nó liên quan đến tổ chức thi công, mà đã tổ chức thi công thì không phải môn này, đúng không? Hãy đọc để có thể áp dụng trong cả môn tổ chức cũng như là trong đồ án tốt nghiệp sau này, được chưa? Nào, cái phần này trong tài liệu thầy gửi có chưa? Confirm với Rồi. thầy nào. Có rồi đúng không? Có rồi, ok, có rồi thì thầy sẽ không show lại ở đây nữa nhá. Đọc ở đấy thôi. Đấy. Rồi, các bạn chuẩn bị sang tiếp theo là phương pháp và thao tác lắp ghép. Được chưa? Mình thấy một số bạn đang ghi chép, để ghi chép xong chưa? À, thứ nhất là cái phương pháp treo buộc cấu kiện này. Treo buộc cấu kiện, thực ra chúng ta đã nói chuyện với nhau về những cái dụng cụ treo buộc ở chương 2 rồi, đúng không? Đấy, các bạn mở học chỗ này cho tôi nhé. Xem lại chương 2. Được chưa? Chương 2 chúng ta đi rất sâu, nói rất kỹ, đúng không? Và đến đồ án thi công là đã chọn dây cáp chưa? À, chọn dây cẩu chưa? Chọn rồi ạ. Chọn rồi đúng không? Ừ, có chọn thiết bị treo buộc chưa? Chọn đòn treo, các thứ chọn chưa? Chọn rồi ạ. Chắc chọn rồi đúng không? Tính toán cần trục chưa? Ở đấy xong đường đi cần trục rồi, tuyệt vời. Đó, nhé. Thế cái phần này các bạn thấy đến đây là chúng ta đảm bảo vừa cả ôn thi vừa cả đồ án, đúng không? Rồi, tất cả những cái đặc điểm đấy chỗ này thầy viết ngắn gọn, nhưng các bạn nên, nếu đề thi người ta hỏi lại vào chỗ này thì lôi chương 2 ra rồi, đúng không? Học chương 2, chương 3 học kỹ vào, có thể đem chém gió cho cả cái môn này nhé. Chém đến cả đồ án. Cái phương pháp lắp dựng này, cái bản ghi tôi có 3 phương pháp chính nhé. Cần chủ yếu một là phương pháp nâng bổng, hai là phương pháp kéo lê, và ba là phương pháp quay. Đấy. Sau này đi thi cũng nói cho thầy 3 phương pháp đấy thôi. Người ta hỏi rời hỏi bể thì cũng chỉ khoanh ba cái phương án này nói thôi. Được chưa? Nếu bằng cứ nâng bổng nói trước, nâng bổng thì dễ nhất thôi. Được em. Nâng bổng bạn chỉ cần hiểu cho tôi đây là gì ạ? Không, nhấc toàn bộ cấu kiện lên khỏi mặt đất và đặt vào đúng vị trí cần lắp dựng các bạn nhé. Đấy, thế thì đối với phương pháp nâng bổng thì nó có một số đặc điểm sau, còn ghi giúp tôi. Thứ nhất là để nâng bổng được vật liệu đặt vào vị trí làm việc một cách thuận tiện nhất thì ngay trong cái lúc tập kết ý, chúng ta nên xếp vật tư hoặc vật liệu ở cùng cái tư thế, ở cùng cái vị trí làm việc, ở gần cùng cái tư thế gần giống với tư thế làm việc sau này. Đấy. Cố gắng thôi chứ không phải lúc nào cũng làm được. Báo cáo các bạn là thế. Một cái ví dụ điển hình cho cái công tác nâng bổng đó là lắp ghép dầm. Đấy, ghi thêm đi ạ. Áp dụng này, đấy, lắp ghép dầm, lắp ghép dàn. Đúng không ạ? Dầm với dàn, dầm làm việc ở tư thế ngang thì bạn cũng xếp nó ở tư thế ngang. Cột với cọc thì không phải đâu nhé, cột với cọc là phương pháp quay hoặc kéo lê đấy. Cái dầm và cái dàn của các bạn, hôm trước các bạn nhìn thấy đúng không? Cái dầm thép, cái bài vận chuyển đấy chương trước đấy. Người ta phải đặt đứng nó lên và có cái cây chống xiên chống vào. Cái dàn của các em đúng không? Người ta cũng làm dạng dàn không gian đấy, chứ không phải là dàn phẳng nhé, dàn không gian nhé, dàn phẳng thì vẫn để đặt nằm.
ghi rõ là dàn không gian đi đấy, ghi rõ là dàn không gian. Dàn không gian thì rõ ràng lúc khuếch đại người ta cũng khuếch đại ở tư thế đứng rồi, và người ta cẩu nguyên si như vậy đúng không ạ? Hoặc à còn cái này nữa, các tấm panel mái, panel mái cũng là nâng bổng. Panel tường thì vẫn còn cái thao tác quay, nhưng mà panel mái thì là nâng bổng. Ngoài ra thì còn có các cái rằng liên kết, rằng liên kết thì người ta cũng áp dụng phương pháp nâng bổng đấy nhá. Tóm lại nâng bổng nó chỉ có ba cách điều dòng như thế thôi. Thứ nhất là gì ạ, cấu kiện được tập kết ở tư thế gần giống với tư thế làm việc đúng không? Cái thứ hai là làm sao cần trục sẽ tiến hành nhấc toàn bộ cấu kiện lên cao đấy, không có kéo lê một chút nào cả, không có xoay một tí nào cả, nhớ rồi, nó nhấc thẳng lên luôn đấy. Và cái thứ ba là áp dụng cho những cái cấu kiện như dầm, dàn không gian, khung không gian, đúng không? Tấm panel mái hoặc panel sàn nhé, panel mái, panel sàn hiểu tương đương như nhau. Được chưa? Phương pháp quay. Rồi. Thế thì phương pháp quay người ta nói như này. À. Bạn sẽ dùng để nâng cột, tháp hoặc trụ. Đấy. Những cái vật tư vật liệu này này, khi mà tập kết người ta không thể đặt đứng nó luôn được, nó cao quá thôi này. Đấy. Rồi khi khuếch đại người ta không thể khuếch đại theo tư thế đứng luôn được, bởi khi đặt đứng thế có khả năng mất ổn định rất cao. Bạn nhớ giúp tôi, trong quá trình tập kết thì buộc phải đặt vật tư vật liệu sao cho cái vật tư vật liệu đấy, những cái kết cấu đấy ở trạng thái ổn định nhất. Đấy, thế buộc người ta phải đặt được tư thế nào. Đấy, rồi thế thì bạn bắt đầu mô tả này. Đấy. Bạn tiến hành, bạn nhìn thấy rồi nhá, chỗ này người ta vẽ cái đây là người ta dùng cái cột có đây này đấy, người ta dùng cái cột quay nhá. Còn bây giờ bạn hình dung cho tôi việc thay vì dùng cái cột quay này, bỏ hết tất cả những cái dây cáp số 2, số 8, số 7, số 1, số 2 bỏ hết đi, bạn đưa vào đây một cái cần trục thôi đúng không? Đấy này, các bạn đi thi các bạn có thể vẽ lại như thế này cho nó dễ. Rồi hướng dẫn cách vẽ để đi thi đây. Bạn vẽ cho tôi với cột ở tư thế nằm này. Được chưa? Và bạn muốn chuyển nó về đây ạ. Tư thế đứng. Đúng thế không ạ? Đây, vẽ sát vào đây. Đúng chưa? Thế thì sau bạn vẽ hai cái tư thế nào xong bạn sẽ vẽ tiếp này. Bạn có thể vẽ nét đứt nhé. Ở chỗ này thầy đang dùng máy thì vẽ, thầy sẽ vẽ bằng nét liền để cho nó nhanh. Đấy, bạn sẽ vẽ này cho tôi. Sau đó bạn đặt cho tôi một cái mũi tên ở đây đây này. Bạn vẽ thẳng lên. Đấy. Bạn thể hiện gì ạ? Đây là cái lực kéo. Lực kéo này có thể do dòng dọc với cả cột quay, hoặc có thể do cần trục nâng. Đúng chưa? Nhưng quan trọng nhất bạn nhìn này, cái điểm chân này. Đấy. Cái chân này phải vẽ dài ra đây nữa nhé. Đấy, vẽ dài ra đây nữa này. Làm sao ạ? Một đầu cấu kiện tì lên mặt đất, vậy cái chân ở đây nó tì lên mặt đất, đúng chưa? Nhìn rõ chưa? Đấy, vẽ như này thôi, chứ không cần phải vẽ cái hệ khỉ gió gì, đừng có vẽ theo phao nhé, đừng có vẽ theo cái hình phức Vẽ như hình chữ nhật như thầy đây thầy. tạp. Ừ, thế thôi. Còn đây nó là mặt cắt của cái tấm panel tường hay nó là cột hay nó là cọc thì tôi không quan trọng. Sau này người ta bảo lắp cột thì ông vẽ ông gọi nó là cột, đúng không? Hoặc trong đồ án sau này ông thuyết minh nó là cọc thì ông gọi nó là cọc, ông đưa cái cọc ông đưa kích thước của ông vào. Còn đây là bài của chúng ta là bài cơ bản thôi, chưa biết nâng cái gì, chỉ biết đây là thể hiện phương pháp quay đúng không? Đấy, ghi tiếp này. Thế thì một đầu cấu kiện bao giờ tì lên mặt đất, việc một đầu cấu kiện tì lên mặt đất này thì có ưu điểm về về gì, về trọng lượng nào, nó giảm được cái yêu cầu về sức nâng đúng không? Thì bạn dẫn đây cho tôi nhé, là cần trục trong quá trình quay thì cần trục không phải nâng toàn bộ tải trọng của cấu kiện vì nó vẫn tì lên mặt đất mà đúng không? Đấy, cái ý này rất quan trọng nhé. Rồi thường áp dụng với cấu kiện có trọng tải trên 8 tấn, tại vì dưới 8 tấn thì sao, thì ông nhấc bổng lên rồi đúng hay không ạ? Nó nặng thì ông mới cần tì lên một phần lên mặt đất chứ, đúng chưa?
đấy nhá. Thầy đọc Còn là lại cái cái ý thứ ba đi à thầy? chưa xong. Sao ạ? Bằng Thầy đọc tiền lại ý thì thứ ba đấy. ý thứ ba đây, cái trên màn hình thế này, sử dụng cái cấu kiện có trọng tải trên 8 tấn thế này. Hôm trước cái đấy cả thầy còn nhắc cái gì? À thì trước đấy là một cấu kiện khi nâng thì một cấu đầu cấu kiện tìm lên mặt đất, như vậy là gì ạ? Cần trục làm sao không nâng toàn bộ tải trọng của vật. Cần trục chỉ nâng một phần tải trọng của vật thôi. Còn một phần đấy là bao nhiêu thì tôi cũng dốt vật lý lắm nhé, tôi không tính được. Để dành cho các kỹ sư ngồi đấy sau này cần tính. Đấy chưa? Nhá, cần trục chỉ nâng một phần tải trọng của vật. Nó dẫn đến là sau này cho phép công chọn cần trục nó nhỏ đi đấy. Nó bớt tiền đấy. Chưa xong. Ghi này, một ý cũng quan trọng nữa này. Trong quá trình thực hiện thao tác nâng. Đấy, trong quá trình, à, xin lỗi các bạn, trong quá trình thực hiện phương pháp quay. Trong quá trình thực hiện phương pháp quay. Cần trục thực hiện thao tác quấn cáp và nâng hạ tay cần. Đấy, cần trục của các em chỉ có quấn cáp và nâng hạ tay cần nhé. Sau này làm đồ án mà thằng nào cho phương pháp quay nhưng cho cần trục di chuyển trong quá trình này là ăn đòn đấy. Nhớ chưa? Mà ngoặc ra cần trục không di chuyển. Ghi chú vào. Đấy. Không đồ án nhiều thằng lúc thầy hỏi thế trong quá trình quay này thì cần trục có di chuyển không? Trả lời ngọt lơ thưa thầy, cần trục em chạy bon bon, vẫn chạy bình thường, thế thì chết dở nhá. Cần trục lúc này nó chỉ quấn cáp thôi và chỉ nâng hạ cái tay cần thôi. Đó chưa? Đấy. Chứ còn cho cần trục nó chạy là mất ổn định đấy. Rồi, phương pháp thứ hai. Phương pháp kéo lê. Cái thằng kéo lê này cũng tương tự như vậy nhé, cũng sử dụng cho kết cấu như cột trụ tháp như các bạn nhìn này. Đấy. Nào, so sánh này. Thay vì đặt chân của cấu kiện A, đúng rồi, cái phần này thì bạn ghi thêm một ý nữa giúp thầy này nhé. Ví dụ đối với trường hợp, ví dụ thầy lấy ví dụ đối với trường hợp cột thì người ta yêu cầu là đặt chân cột ở sát vị trí thi công. Đấy, đặt hướng chân cấu kiện, hướng cái đế của cấu kiện sát vào vị trí mà sau này nó sẽ lắp dựng. Đây để phân biệt với phương pháp kéo lê sau này. Rồi thì lỗi thì mình thiếu một cái ý đấy nhé. Phần chân cấu kiện đặt sát vào vị trí liên kết. Rồi sang phương pháp kéo lê này. Cũng áp dụng với kết cấu như cột trụ tháp này. Cái ý thứ hai này là cần trục cũng không phải nâng, cũng không phải nhấc toàn bộ tải trọng. Bạn nhớ cho tôi nhé, cần trục cũng không nhấc toàn bộ tải trọng trong đa phần thời gian của phương pháp này. Nhưng tuy nhiên, đấy, bạn nhìn cho tôi, thay vì đặt chân cấu kiện sát vị trí lắp dựng, thì người ta lúc này người ta lại đặt gì ạ? Đặt cái điểm treo buộc sát vị trí lắp dựng. Đấy. Điểm treo buộc đặt sát vị trí lắp dựng. Trong đồ án các bạn sau này là muốn kéo lê thì phải đặt vai cột sát vào cái móng đấy, nó khác nhau nhá. Phương pháp quay sau này là chân cột đặt sát móng, còn phương pháp kéo lê là vai cột đặt sát móng, khác nhau hoàn toàn. Thế bạn ghi thôi, trong quá trình kéo lê cần trục thực hiện hai thao tác quấn cáp và quay. Đấy. Nhưng cũng cần trục cũng tuyệt đối không được di chuyển nhé, thấy chưa? Rồi thế thì vì là cấu kiện bị một đầu của cấu kiện bị kéo lê trên mặt đất thì nó lại phát sinh ra một cái nhược điểm, người ta sợ rằng là cái nền của ông lúc này là nền đất cứng hoặc là nền ông đổ bê tông rồi. Cấu kiện của ông, thầy lấy ví dụ cũng là cái đoạn cọc đi, cũng là cái đoạn cột đi, cũng bị kéo lê trên mặt đất, như vậy thì hai cái vật tư vật liệu nó va chạm với nhau thì có khi nào nó gây ra sứt mẻ không? Có đúng không ạ? Đấy. Chính vì vậy mà trên bạn nhìn thấy cái hình vẽ này này, người ta mới vẽ thêm một cái con kê ở dưới. Đấy. Sau này bạn sẽ vẽ thêm ở đấy là một cái xe chạy nhỏ nhỏ ở dưới. Thì người ta nói rằng là có thể nhé,
kê thêm bên dưới, hoặc là có thể đưa xuống dưới một cái xe chạy, được chưa, một cái bản đế chạy để giảm chế cái ma sát giữa vật liệu và nền đất, tránh sứt mẻ, tránh hỏng hóc, làm giảm chất lượng của cấu kiện lắp ghép. Đấy, lưu ý cho tôi nhé. Còn hỏi thầy Hòa thực tế là thầy ơi nó có kê gì không thì thầy nói được là không kê đâu nhé, yên tâm, được chưa. Thì thôi lý thuyết mình cứ phải ghi cho đủ, được chưa, rồi nhá. Đấy, ba phương pháp đấy thôi, còn tất cả những cái phương pháp khác thì đọc cho biết thôi nhé, chứ còn đi thi về đồ án thì không làm đâu. Mức độ chính xác cái phần này thì cũng không có ý thi đâu, các bạn có thể đọc thêm để biết các bạn nhé, cái phương pháp kiểm tra này, cái này đọc thêm để sau này ví dụ như là các thầy hỏi trong đồ án này ạ, đúng không, anh căn chỉnh nó như thế nào đấy, thì mình sẽ nói là cái phương pháp trực quan là mình dùng mắt đấy, mình kiểm tra đấy, nhưng mà phải có cái sự hỗ trợ của cái gì ạ, của team code đã được vạch sẵn từ đó. Thế làm sao đánh được team code, thì thứ nhất là cái sản phẩm của bạn trong nhà máy ra thì người ta phải vạch sẵn team code rồi, lúc ông nhập vật tư vật liệu với công trường anh đã phải kiểm tra một lần rồi, đúng không, kiểm tra kích thước, kiểm tra team code đã đánh đầy đủ chưa. Đấy, rồi quá trình lắp dựng chẳng hạn anh phải dùng dõi, anh phải dùng các cái máy trách đạp để anh theo dõi trong quá trình lắp dựng, đúng chưa, và nếu cần căn chỉnh chẳng hạn thì các anh có khung dẫn, đúng không, thế cái này đã nói ở chương trước rồi nhá, được chưa. Thế thì đấy, cái phần về căn chỉnh, về điều kiểm tra độ chính xác này các bạn đọc thêm để có thể trả lời được trong đồ án, đề thi người ta không hỏi. Tài liệu có phần này chưa? Rồi ạ, cứ rồi rồi ạ. Rồi, ok nhá. Thì bây giờ là 10:30, các bạn nghỉ giải lao một chút. Đấy, sau đó thì vào chúng ta sẽ làm việc tiếp theo về cái phần các loại mối nối lắp ghép. Được chưa? Rồi, mời các bạn nghỉ giải lao ạ. 15 phút nhé.